Về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa vừa được ban hành, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định tăng giá trần vé máy bay nội địa đối với một số nhóm đường bay. Theo đó, đối với nhóm đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá trần được tăng từ 2,2 triệu đồng một vé một chiều lên 2,25 triệu đồng một vé một chiều. Đối với nhóm đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá trần được tăng từ 2,79 triệu đồng một vé một chiều lên 2,89 triệu đồng một vé một chiều. Đối với nhóm đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, mức giá trần được tăng từ 3,2 triệu đồng một vé một chiều lên 3,4 triệu đồng một vé một chiều. Đối với nhóm đường bay từ 1.280 km trở lên, mức giá trần tăng từ 3,75 triệu đồng một vé một chiều lên 4 triệu đồng một vé một chiều. Riêng nhóm đường bay dưới 500 km, Bộ Giao thông Vận tải vẫn giữ nguyên mức giá trần tại thông tư cũ. Trong đó, các đường bay phát triển kinh tế vẫn có giá trần 1,6 triệu đồng một vé một chiều. Các đường bay khác dưới 500 km vẫn có mức giá trần 1,7 triệu đồng một vé một chiều.